Morning, xin chào các bạn. Hôm nay trời rất là nắng ấm luôn. Định đi Costco. Mà nghĩ là thấy người ta đứng xếp hàng dài 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 ra rồi. Họ cho vô từng người mình thấy chán quá, không thích đi. Maybe mình chờ thứ hai thì nó ít lời chút đỉnh rồi mình đi. Đổ xăng luôn. Tại vì cũng không có dự định làm gì cả cuối tuần hết à. Hôm nay trời nắng rất ấm luôn á, lên tới 80 mấy độ. Không khí này là theo ý mình muốn á, là làm cái gì nướng thịt, uống bia rồi đó. Cái chuyện đó thì mình đang cử. Nói buồn chán. Hôm qua định ra chợ kiếm mấy cái trái cây ăn mà cuối cùng chợ cũng không có trái cây gì nhiều, tại vì không biết lúc này người ta mua hết hay là mấy cái chỗ nó cung cấp nó không có đầy đủ hay sao mình không biết. Có thể tính dịnh vô đây nhưng mà ý, bây giờ cẩn thận lắm, ít cái giờ vô mấy cái đồ rồi. Khi nào về là mình rửa tay liền à. Không có ai hết. Ngoài trong vòng chút suy nghĩ có biết ra chợ thì mình làm cái gì, mua cái gì. Phải chỉ có con gà ta, gà ta, gà mái ta ha. Ướp muối nướng ăn không. Việt Nam nói dễ giải lại cái cách ly rồi không biết làm sao. Nói vậy chứ người ta cũng còn ngại ngùng. Nhìn cảnh nè. Khu nhà này không có ai ra ngoài hết. Làm gì giờ vậy ta? Đi chợ rồi cũng nhiều khi không có không nghĩ ra được cái gì rồi cái đi rồi cái lơ tơ mơ thấy chán. Mình kiếm rau cải với trái cây. Hôm qua ăn ăn lỡ mấy miếng pizza rồi, coi như là mình bắt đầu trở lại. Bữa nay là ngày 1. Đến ngày thứ 7 mới ăn lại tinh bột. Mình định tới ngày thứ 7 mình mới ăn tinh bột, ngày hôm qua là mới có ngày thứ 5 mà. Mà biển đồ gì họ cho ra biển chơi không biết. Có nhiều người ra biển lúc này không ta? Mình thấy không được vui mà đi mình thì cũng chán chết. Cũng được 6 tuần rồi mà thống đốc Cali nói cái ngày mà 30 tháng 5 là cái ngày dự định sẽ cho mở cửa lại, nhưng mà cũng chưa biết nữa, đến lúc đó họ có thể đổi ý. Tới đâu hay tới đó. Lo chi đi vòng vòng trong hàng xóm
Hiện nay tin tức trên TV, Tổng thống Mỹ nói phát ngôn sao mà người ta nha, chửi quá trời. Ngoại trừ những người nào sùng bái ông Donald Trump, basically nói tóm lại là ông kêu mấy người tư vấn ổng về chuyên nghiệp y khoa đó, họ nói con virus này nó có dễ bị, nếu như nó bị nắng nóng là nó sẽ chết, với lại cái thuốc tẩy rồi đó thì nó sẽ bị rửa trên bàn rồi đó, rất là tốt, sẽ giết nó trong vài phút, vài second gì đó. Tự nhiên ổng đứng cái ổng nói ổng phần ra. Ổng nói tại sao mình không thử rọi ánh sáng ultraviolet với trong cái người, trong da, hoặc là chích vô. Ổng phân ra, tự nhiên nó phân ra xong rồi bà Tom nói trời đất ơi, tổng thống mà nói suối bậy người ta uống thuốc độc vô. Khổ thiệt. Làm ở chức vị cao mà nhất là những người rất là nhiều người sùng bái mình mà phát ngôn bừa bãi thôi chết. Mình biết có rất nhiều người sùng bái ông Trump. Mình thấy không có politics gì, không có ai mình sùng bái được hết á. Khi nào mà mình ở trong một cái thế chế độ nào mà kèm chế quá thì mình phải bắt buộc mình phải theo để mà sống thôi, chứ còn thôi là không có sùng bái ai. Cũng như thấy coi mấy cái clip của vua Thái Lan, ông vua cũng làm được con khỉ khô gì cho nước đâu, ông chết nó dân khóc quá trời khóc luôn. Mà mấy người phục vụ cho vua Thái Lan phải lết lan lan quỳ đi, thế mà mình thấy làm sao. Mấy anh nó cũng là người ta thôi. Anyway, đó là cái ý nghĩ của mình vậy. Ai muốn chửi thì chửi, mình không có binh ai, không có. Không có binh ai mà cũng không có theo ai xuẩn, mê xuẩn đến nỗi mà quên cả cái suy nghĩ của mình. Anyway, đi bộ một chút nha. Suy nghĩ cái gì đang đi chợ ở đây. Đứng đây nhìn đây, đứng giữa đường nhìn xe chạy. Công nhận đi mà đổ mồ hôi tí khát nước, cái nỗi thèm bia nó nổi lên, mà uống một lon mình không đã, thà là không uống, uống là chắc khoảng 6 lon. vừa nướng thịt xong là chính là 6 lon bia đó. Nhiều khi chuẩn bị đồ ăn để nướng gọi là ướp, ướp xong là hết 3 lon rồi. Chưa, nãy giờ cũng chưa biết mua gì ta. Kiếm con gà. Các bạn biết mình mấy ngày nay mình coi rất nhiều cách nấu ăn đó, để coi cái nào mình thấy dễ làm và những cái nào mà mình thấy có vẻ ngon thì mình bắt chước theo. Rồi cái có nhiều cái kênh của bên Nhật Bản, có nhiều gọi là housewife, là những người nội trợ nấu mấy món ăn gọi là ăn thường ở nhà của họ đó. Trời, nhất ví dụ như làm bento box hay là gì đó,
mình nhìn rất là đê, nhìn cái món ăn thì rất là đơn giản nhưng mà họ làm rất là mất công dễ sợ luôn, mình không cách nào mà mình bỏ công mà làm vậy được hết. Rồi mình thấy họ ăn rất nhiều là natto với lại daikon là cái củ cải trắng đó. Mình thấy mấy cái món đó mình ăn là rất là tốt cho sức khỏe, trừ ra cái cơm, nhưng mà làm thấy họ làm thấy cực quá à. Nào là sắc xẻ rồi đủ thứ rồi xào hầm rồi những cái món gia vị của họ là mình phải đi chợ Nhật mình mua phải đủ có. Vừa hôm mình đi ấy, mình nhìn thấy cái chỉ mua được cái teriyaki sauce thôi à, mà cái nói thiệt teriyaki sauce thì cũng giống như nước mắm Việt Nam mà nó có nhiều loại lắm, loại vừa chua chua vừa rất là ngọt rồi có nhiều cái là rất là đậm này kia kia nọ. Mà teriyaki thì nó rất rất nhiều chất đường ở trong đó đường à, cho nên cuối cùng nó cũng thôi mình thấy chỉ có xào thịt một chút thịt ấy, thiền ví dụ như là gà hay là thịt heo nhưng mà không có mỡ đó, rồi xào lên chút xíu rồi bỏ cải vô rồi mà ăn cái mấy cái món đó thì chắc có vẻ dễ. Mà bây giờ thì đi ra chợ chợ Việt Nam thấy cũng lười biếng quá. Nấu xong rồi có một mình ăn là nấu nấu thiệt á, một nồi nhỏ vậy là mình ăn cũng được cả ba bữa cơm, nhưng mà ăn chừng hai cái ngán rồi phải phải chỉ có ai có con gái ăn chung với mình, con trai nó không có ăn. Dạ món Việt Nam thì cũng nhiều lắm mà nhiều cũng nhiều cái cũng phức tạp với dễ sợ, thịt kho cá kho rồi cá kho quẹt rồi gì đó, thịt kho quẹt rồi gì đó, nhưng mà cái đó ăn không đâu có được, ăn với cơm thì mới ngon. Ra coi nhiều rất nhiều cái kênh để nấu ăn á, cuối cùng này chắc chỉ có luộc rau với xào rau ăn không mà cho nó một thời gian. Rồi, một ngày trong một tuần á, là mình có quyền ăn tinh bột thì sẽ có thể mình có thể chọn phở cơm hay là bánh mì, cố gắng như vậy một thời gian sẽ. quán mở lên đi đi đến quán ăn cái nó gọn ha, nhưng mà giờ thì thôi không. Hôm qua thì cũng có rất nhiều trên tin tức, có rất nhiều những người gọi là business, small business, giống như là một cái quán nhỏ vậy đó, họ shut down 1 tháng rưỡi rồi. Họ muốn biết là có thể cho họ bao lâu đặng họ có thể chuẩn bị, phải không? Tại vì mở lên một cái quán ăn đâu có giống như là mở bật cái nút lên đâu, họ phải chuẩn bị đồ nguyên liệu rồi phải mướn lại nhân viên rồi nọ, là cũng cả tuần chuẩn bị mới mở lại, phải không? Thấy cũng tội nghiệp họ, nhưng mà không làm như vậy thì cũng không được, nó khổ. Đây có nhiều người họ chỉ nghĩ trắng đen thôi, một loại này hai loại kia, nhiều khi mình suy nghĩ toàn là cái gọi là không có trắng không có đen mà nó là xám, cái gì lỡ cái này lỡ cái kia cái. Nhiều người nói mình wishy washy hả, là sao cũng không chịu hết, không mà cũng phải có lý, có mà suy nghĩ cái nào hợp lý thì ok, đến lúc mà nó không hợp lý thì mình đổi ý thôi. Chuyện đó là con người ta vậy đó. Đâu có ai mà trắng trắng đen được, ví dụ giống như nói có nhiều người nói mày tội là phải bỏ tù hay là tội phải xử bắn nhất định vậy, nhưng mà khi đến khi mà người trong gia đình họ bị thì quay đầu mày chờ, hay là họ bị chính họ bị ghép tội hay là gì thì họ không có nghĩ there's always something, nghĩa là mọi mọi chuyện nó phải ra chừng nào nó ra chừng nấy, chứ đâu phải mà gom một bên là trắng mà gom một bên là đen, ý kiến trắng đen là thấy không không tốt. Phải với lại người nào cứ nhất định như vậy, cái ý như vậy là suốt cuộc đời họ không thay đổi, mặc dù cái đó nó sai họ cũng không thay đổi. Khi mà mình nghĩ nó sai thì mình cũng phải thay đổi chứ, trừ khi nào mình ngu xuẩn đến nỗi không biết cái sai đúng.
nói tới chuyện tranh cãi nữa bà con sẽ comment dữ nha, chửi cho đã đi, bữa nay cho chửi thả ga đó. Hôm qua như mình nói pha một cái chanh muối nhưng mà mình không có dùng đường đường cát trắng, mình dùng cái đường gọi là substitute sugar, là cái loại mà đường giả đó, uống cũng không đến nỗi tệ. Mình dùng soda vô uống cũng đã khác lắm. Chắc mai mốt mà trời nắng mà mình có nướng thịt thì chắc mình làm một ly như vậy chứ không có ráng cử bia. Anyway, thôi có người đang đến, mình đến gần nói chuyện. Mình tạm ngưng đây nha, có gì vui chia sẻ tiếp. Xăng cũng gần hết rồi, nhưng mà chắc mai đổ. Làm biến từ sáng giờ không muốn đi chợ đó, nhưng mà cuối cùng cũng phải đi ra mua chút đỉnh. Tận tối nay làm cơm tối cho thằng con. Tự nhiên mình thấy làm biến đi ra chợ rồi đeo khẩu trang vô rồi đứng sắp hàng rồi thấy bia thèm bia khổ. Ok thôi đi. Thường hay đi Lucky Store. Đến chiều rồi chứ tính không đi, cuối cùng cũng có đi. Mặc dù không mua bia nhưng mà đi ngang cái chỗ bia này nhìn cho nó đã có mắt. Đi lướt qua một cái rồi đi đến cái chỗ thịt đây. Thịt mình mua biết thì mình cũng không biết mua gì, cuối cùng thì cũng chọn thịt bò. Ghé sang cái chỗ hải sản này nhìn thấy vách tội nghiệp, có hai ba lóc cốc, mấy cái ốc, cái này cá hồi, nguyên con cua này nó bán cũng rất là mắc, hình như là 12 đồng. Trái cây còn thấy tệ nữa, toàn là táo không mà không có trái gì hết. Mình muốn ăn cái trái khác mà không được. Ngoài trời nóng thiệt, đi ngang hàng bia là thấy muốn mua bia luôn á, nhưng mà thôi không muốn. Với lại ngang cái hàng trái cây thấy chán như sợ luôn, bây giờ không biết có muốn đi chợ khác tìm trái cây không hay là thôi nhịn. Ôi thôi, không có gì, thôi đi về. Tại cần thiết mua một miếng thịt với lại gì cho thằng con tối nay thôi, chứ thật ra mình ăn cái gì cũng được. Mai rảnh rỗi đi đổ xăng rồi tính đi chợ luôn. Chắc về đây. Ngoài đường xá nhìn cũng đâu có gì khác lạ đâu ta. Cũng là một ngày cuối tuần vắng. Chỉ khi nào đi đến mấy cái chỗ như là rạp hát ra gì đó thì mình thấy nó đóng cửa là mới biết thấy nó lạ thôi. Hay là shopping mall là đóng hết. Mua có mấy món đồ thôi, nhưng mà phải cần thiết đi tại vì lại mua được cục thịt cho thằng con, rồi mình mua nải chuối, cà tomat, rồi nước trái cây cho nó uống vậy thôi. Mai rồi đi chợ chợ Việt Nam, chợ Tàu rồi kiếm cái gì rau cải với trái cây. Thôi giờ mình xin chào các bạn nha. Bún thịt, bún chả thịt, không có bánh bì, không có bì á. Thôi này, món này không ăn được. Mình sẽ luộc cái này hoặc là xào ăn với cái hèm, vài miếng hèm thôi. Cái này là món dinner của mình rồi đó. Đơn giản, xào cái đậu đũa lên xong rồi bỏ tí hèm vô, cái xếp. Mình sẽ coi tùy có mặn không, không mặn thì mình chắc cái hèm nó mặn rồi, mình không cần chấm gì hết, mấy đi chấm cái mắm. Dinner của mình là vậy đó các bạn, không tinh bột.